Trời, đợi Tú Anh nãy giờ mới chưa tới nữa. Linh dữ vậy trời. Hello. Trời ơi, làm gì trễ vậy? Trời ơi, kẹt xe. Mẹ đi, chuẩn bị nãy giờ rồi đó. Nè, trời vô đây. Sáng giờ anh chuẩn bị cả đống đó. Ủa, anh chuẩn bị này làm gì vậy? Quay vlog chuyên chị. Nhưng mà em chưa chuẩn bị. Trời ơi, thôi thôi thôi, đây, đây. Đeo cái này vô là quay vlog được rồi, lẹ đi. Ok. Ủa, lại giờ làm gì vậy? Thì anh mua một đống bánh mứt kẹo rồi nè, để mà trưng bày cho cái hộp mứt Tết đó. Cẩn tiện là coi như là review rồi luôn, kiểu làm YouTuber rồi đó. YouTuber rồi đó. Làm YouTuber rồi. Anh nhờ mua chưa? Nè, trà nè. Bữa anh kêu em mua trà là nhiên đúng không? Ừ. Mà anh kêu mua vị gì em không nhớ, nên em mua hết 4 vị luôn. Nên em mua hết 4 vị luôn. Tôi kêu mua hoa hồng bà ơi. Cái gì mà mua quá trời vậy? Thanh nhiệt đề tóc. Giờ cái gì? Trà ngủ ngon. Trà gì nữa đây? Rồi thôi. Kêu mua bịch hay mua chai, không nhớ mua hết luôn. Không nhớ mua hết luôn. Thôi vậy thôi, em đem về nhà em dùng luôn đi. Ủa gì vậy? Mọi khi uống hoa hồng thì hôm nay pha cái trà thanh nhiệt đi. Ok, để em pha trà cho. Trời, cái này là trà thanh nhiệt detox. Mà cái thành phần này có gì ta? Bạc hà, hương thảo với là xả chanh. Nói chung là rất là thơm. Tôi uống cái trà là nhiên hương hoa hồng ghi hơn, chứ chưa uống cái hương này bao giờ luôn. Mình sẽ pha thử. Em ăn xong chưa? Rồi, xong rồi. Thơm quá. Đợi tí nên cho ít trà. Rồi được. Ủa? Ủa? Sao anh kêu mua trà mà anh còn mua thêm trà nữa? Nãy hả? À. Trời ơi, anh Hưng anh uống nè, anh rủ mua. Cái này là trà của Mộc Chu Liên Huế, nên là anh kêu uống thử đi. Ủa, vậy giờ pha luôn hả? Không, tí đi. Giờ trong lúc chờ trà, chắc anh em mình bỏ kẹo mứt vô đây đi. Trời, đẹp quá nha, cái hộp đẹp dữ luôn á. Xịn mà. Đó. Ủa, này là cái gì vậy? Lát thì biết. Sao có trong này vậy? Chuyện quá. Bỏ trà rồi bỏ bánh vào vô này. Bỏ vô giùm tôi đi. Cover là cái gì vậy? Em ơi, em thấy chữ premium không? Đọc thiếu sang quá vậy. Covers. Ok. Covers. What the fuck? Có S. Ủa, chứ anh mới đọc S đó. Covers. Cover. Là gì? Ai biết. Thôi, bà nhiều chuyện quá, bỏ giùm tôi đi. Mà cái này cũng chung hãng với lại cái hạt đều này luôn nè. Mà đợt trước tôi có review rồi nha. Thơm lắm mấy bà ơi. Wow. Tối em một thứ không thể thiếu trong ngày Tết là cái gì? Thịt heo. Thịt heo. Má này sao toàn thịt không trời. Sai nha. Mứt nha. Mứt gừng nha. Bà hồi đó anh ghét ăn gừng lắm. Sao cái hãng của nhà hoa lá này nó làm cái mứt này nó kiểm giác ăn được. Mà ăn thử coi. Không có nồng. Không nồng. A lot of boring math later. Trời, anh làm YouTuber gì mà lâu quá mà để em làm luôn cho. Cái gì đây? Hạt sen, Mộc Chu Liên Huế. Còn này là cái gì vậy? Còn này là cái gì vậy? Tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh. Đây. Bánh biscotti. Biscotti. Không, bánh quy yến mập quá hay biscotti. Mà anh thấy đó giờ mấy cái khay mứt này nè, ta đâu có ăn ba cái bánh quy yến mập trong nhà anh có không? Trưng bày bánh giảm cân. Quá độc đáo luôn. Giảm cân dữ chưa? Giảm cân dữ chưa? Vậy là còn gì nữa không? Trời đất ơi, sao mà thiếu được cái hạt maca dinh dưỡng từ thiên nhiên cho cuộc sống an lành. Hạt maca. Thôi được rồi, em biết rồi. Tới mà chết. Anh ơi, pha trà từ đầu buổi tới giờ chưa uống trà nguội luôn rồi. Thì thôi, phá này uống thêm đi. Này là gì anh mua nè? Trà Mộc Chu Liên Huế. Qua bánh nước sôi với lấy giùm anh cái ly đi. Khổ quá, quên. Ủa mà em có coi Thái Công không? Không. Trời, vậy là em không biết cách thưởng trà một cách quý tộc rồi. Đây, chị em cho. Trà sau khi pha nè, đó em phải chế từ cao xuống thấp. Mình nhấp mau một miếng nè. Thanh cái cổ họng liền. Xong sau đó mình ăn một cái bánh đi. Thấy không? Yeah. Có gì đứng im vậy? Trời ơi, con này thì ngon người ta cảm nhận chứ gì mà đứng im. Em mà đòi review. Ta đã thấy mấy cái bánh này là thấy Tết liền không? À thấy Tết không? À Tết nè, trời này là Tết tập 2. Wait a minute. Biết thấy cái gì chưa? Xúc xích. No, xúc xích. Biết trò này chơi gì không? Biết, bầu cua đúng không? Ừ. Ok. Vừa bánh mứt rồi vừa mà chơi trò chơi. Chơi không? Chơi. Đặt tiền cho tôi. Ok.
Ta nói thấy cái khay mứt như vậy á là nôn nao tới tết dữ luôn á. Tưởng tượng cái cảnh mà đêm 30 á, gia đình tất cả mọi người tề tụ lại với nhau, thưởng thức những cái ly trà nóng mà thơm ngon như thế này, cộng thêm mấy cái bánh snack mứt giống vậy đó, trời ơi, thì còn gì bằng nữa đúng không? Nhưng dịp đây á thì Quy Chút xin chúc tất cả mọi người sức khỏe, một năm mới bình an hạnh phúc, tiền vô như nước mà tiền ra như cà phê nha. Cái gì mà ăn hoài vậy bà nội? Biết mục đích tới đây là gì không? Là tiền. Trời ơi, thì ra kêu tôi đấy để kiếm tiền. Đặt đi.